Xin giới thiệu với các bạn là một cách xếp đá thành các hàng dọc cao lên để cho chăn nuôi để gà vịt nó khỏi ra. Đây là cách làm. Đây là cách lật đá này các bạn nhé, cái đá này. Tám con chúa ở trên đây. Cá là 8. Mẹ cuôn cả 4 con cuôn à? 4 con là 8. Cái nhà là nên lại đầu tư tận. Nhà thím đồ ăn nhiều lắm, thừa. Nói chung ngày mồm có thức ăn. Chúa nhà lần đầu ăn xấu không ai mua chứ. Em mới để mua. Nhưng mà chờ đẹp lắm thần chê. Trăm mãi thì. Đẹp lắm. Mà hắn thì bệnh phải mình chuồng cho nước cũng láng rồi nữa nhờ, phải không? Mấy tấm đan. À mấy tấm đan. Chúa cũng có đòi làm sạch như thế mà. Con đẹp hay con sao? Cũng mới như thế nó cũng mấy trăm ấy. Thái đang lại. Về tắm chưa? Là tạm ổn rồi. Thả ra đây được rồi. Nhưng mà kinh quất bị mưa không? Đêm. Tính. Thả được rồi đó. Nếu như mỗi trời là thả được rồi đó. Cho đỡ bỉnh. Có ngày chứ mà thả. Ồ, ngày tháng chứ chị. Cho mau lớn. Anh chấn đó, chấn bên trên đó, chấn.
Hiền ơi, cũng... chắn từ đứa này đó chung bữa mấy cái miếng tên mà chia cho đợi Hiền này. Video của chúng tôi đến đây là mấy hết rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video lần sau.